Vậy là công ty đã hoàn thành một công trình 600 mét vuông, gần 600 mét vuông nhà yến cho anh, một người anh ở Rạch Giá, lộn, ở Phú Quốc, Đảo Ngọc Phú Quốc nha anh em. Hôm nay là ngày mà công ty giao nhà cho ảnh, nói chung hiệu ứng ban đầu thấy rất là tốt luôn anh em. Cũng hy vọng ở đây thì mưa gió ở Phú Quốc thì mưa gió nó khắc nghiệt, thì ba cũng hy vọng là cho anh chủ nhà thì nói chung là lọc về đại nhà, nói chung là chim chim về đại tổ ha anh em. Và chúc cho những chủ nhà mà bao làm thì cũng được như vậy luôn ha. Hôm nay cũng xin cầu nguyện ơn trên, phù hộ cho công ty với chủ nhà đạt được tội nghĩa ha. Về quá nhiều anh em ơi. Thì hôm nay là ngày mình, hôm nay là cuối tuần chủ nhật, mình bàn giao nhà lại cho anh Hồng ở yên đảo Phú Quốc. Nhà này gần 600 mét vuông nha anh em. Những nhiều ông ban đầu rất là tốt. Chuẩn bị điều A bên kia tiếp, chiến ngày 200 mét vuông tiếp. Đây là mấy đứa nhân viên có vào. Ok anh em ha. Nhưng cái này là nó gạt nó cứng, còn gạt nó không được. Rồi, không được.